Bạn đã biết cách đăng video trên bản tin dạo một cách hiệu quả để thu hút thêm nhiều lượt truy cập cho gian hàng của mình chưa? Trong video này, Học viện Lazada sẽ hướng dẫn bạn cách đăng tải video hiệu quả chỉ trong 4 bước. Hãy cùng Học viện Lazada khám phá đó là 4 bước thao tác nào nha! Bước 1. Bạn hãy vào trang chủ Seller Center. Nhấp vào tính năng tương tác và chọn đăng dạo. Trong trang đăng dạo sẽ có nhiều hình thức. 4 hình thức đăng dạo như sản phẩm, hình ảnh, video và chia sẻ đánh giá khách hàng. Bạn hãy nhấp chọn video. Bước 2. Bắt đầu đăng tải video trên dạo. Sau khi bạn nhấp chọn loại bài đăng là video, hệ thống sẽ chuyển tới trang đăng tải video. Bạn hãy nhấp chọn dấu cộng để tải video mà bạn muốn đăng trên dạo và xác nhận. Nếu hệ thống chưa có sẵn video mà bạn muốn đăng thì hãy nhấp chọn tạo mới để tải video từ máy tính của bạn lên hệ thống. Một vài lưu ý khi bạn đăng tải video lên hệ thống. 1. Nơi đăng tải video, nhấn chọn dấu mũi tên hướng lên để đăng tải video. Bạn hãy lưu ý rằng chất lượng hiển thị video tối thiểu 480p và có thời gian tối đa là 1 phút. Bạn có thể đăng tải video dưới các định dạng được hỗ trợ là 2. Tên, thêm tên video để bạn dễ dàng quản lý các video đã tải lên hệ thống nhé. 3. Ảnh bìa video, dung lượng hình ảnh phải dưới 1MB, hình ảnh sử dụng rõ ràng, không bị vỡ nét. Hình ảnh bìa nên sử dụng ảnh thật của sản phẩm, được trình bày bắt mắt sẽ thu hút nhiều người xem nhấp vào video. 4. Tỷ lệ, bạn có thể chọn tỷ lệ video theo hai dạng là 1:1, video hiển thị theo hình vuông, 16:9, video hiển thị theo chiều ngang. 5. Thời gian duyệt video mới có thể mất thời gian 24 giờ đến 48 giờ để hệ thống duyệt video của bạn. Bước 3. Bạn hãy điền chi tiết các phần trong thông tin bài đăng để giúp bài dạo được hiển thị tốt hơn và có nhiều khách hàng ấn tượng với bài đăng của bạn. 1. Phần mô tả trong bài đăng sẽ giới hạn 2.000 từ. Đây là nơi bạn đưa ra các thông tin đặc trưng của sản phẩm như cách sử dụng, tính năng nổi trội của sản phẩm để khách hàng có thể hiểu thêm về sản phẩm của bạn. 2. Bạn sẽ chọn được tối đa 9 sản phẩm đính kèm trong bài đăng để giới thiệu các sản phẩm bán chạy, sản phẩm mới mà bạn muốn khách hàng thấy và nhấp vào xem sản phẩm của bạn. 3. Hãy thêm mã giảm giá trong bài đăng dạo để ưu đãi cho các khách hàng có nhu cầu mua sắm sản phẩm. 4. Đặc biệt, bạn hãy thêm hashtag vào bài đăng dạo để bài đăng của bạn được hiển thị nhiều hơn và có thêm nhiều truy cập cho gian hàng. Bước 4. Đây là bước cuối cùng của đăng bài. 1. Bạn hãy lựa chọn hình thức đăng bài phù hợp ngay bây giờ, hay bạn sẽ xếp lịch đăng bài theo thời gian mà bạn mong muốn. 2. Nhấn đăng bài để hoàn thành. Mẹo, bạn có thể lựa chọn Traffic Boost trước khi nhấn đăng bài để tăng thêm lượt hiển thị cho bài viết. Mỗi lượt chọn Traffic Boost, bạn sẽ tốn thêm 5 điểm. Để bài viết của bạn có thể hiển thị hiệu quả và có nhiều lượt xem, hãy chọn Traffic Boost cho bài đăng đầu tiên mỗi ngày để hệ thống có thể tăng thêm lượt truy cập cho gian hàng của bạn. Học viện Lazada sẽ chia sẻ một vài mẹo đăng dạo để video của bạn thu hút được nhiều người xem hơn. 1. Ảnh bìa video của bạn nên là ảnh thật của sản phẩm, được bố trí bắt mắt người xem để dễ dàng thu hút khách hàng, cũng như ấn tượng với video để nhấp vào xem. 2. Bạn cần sử dụng thêm mã giảm giá và chia thông tin khuyến mãi khủng hiện đang có hoặc chuẩn bị diễn ra chương trình ưu đãi để thu hút người xem như giảm 50%, free ship. 3. Bạn hãy mô tả ngắn gọn nội dung bài đăng. Nếu bật được tính năng nổi trội của sản phẩm hoặc hướng dẫn ngắn gọn cách sử dụng sản phẩm trong video để khách hàng có thể nắm được thông tin và truy cập vào sản phẩm và gian hàng để tìm hiểu thêm thông tin và kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng. 4 bước thao tác đăng video trên bản tin dạo thật đơn giản phải không nào? Bạn hãy thử bắt đầu trải nghiệm và cải thiện lại các bài đăng trên bản tin dạo ngay bây giờ để tăng hiệu quả truy cập cho gian hàng của mình nhé! Cảm ơn bạn đã theo dõi video này! Học viện Lazada chúc bạn kinh doanh thành công và hẹn gặp bạn trên Học viện Lazada mỗi ngày để khám phá thêm nhiều video và livestream hữu ích nữa nhé!